Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng theo dõi bức tranh sau nha. Các bạn có thể đoán được là ở đây anh khách này đang hỏi cô nhân viên phục vụ là toilet ở đâu đúng không nào? Vậy thì trong tiếng Nhật để hỏi toilet ở đâu chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Để có thể đặt được câu hỏi này thì các bạn hãy theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình trước nha. Chúng ta có danh từ wa koko shoko ashoko desu. Trong đó danh từ có thể là người, địa điểm hoặc là đồ vật, mà ý nghĩa là người thì ở chỗ này, chỗ đó, chỗ kia, địa điểm thì ở chỗ này, chỗ đó, chỗ kia, đồ vật thì ở chỗ này, chỗ đó, chỗ kia. Các bạn vẫn còn nhớ cách sử dụng các đại từ chỉ địa điểm koko, shoko, ashoko đúng không nào? Nếu mà bạn nào quên hoặc là chưa được học thì hãy xem lại video trước nha. Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào phần ví dụ nào. Ở đây như video trước chúng ta có câu koko wa kyoshitsu desu, nghĩa là chỗ này là lớp học. Thế thì chúng ta cũng có thể nói là lớp học thì ở chỗ này. Kyoshitsu wa koko desu. Ii desu ka? Moi ichido ne. Koko wa kyoshitsu desu. Kyoshitsu wa koko desu. Tsugi. Chúng ta cùng đi đến ví dụ tiếp theo nào. Ở đây có vẻ như là chị gái này đang đến văn phòng để tìm ai đó đúng không nào? Và chị đã được người của công ty dẫn cho đến tận cửa văn phòng và chỉ cho là Yamada-san wa shoko desu. Yamada-san wa shoko desu. Anh Yamada thì ở chỗ đó. Hoặc có thể nói là Yamada-san wa jimusho desu. Yamada-san wa jimusho desu. Anh Yamada thì ở văn phòng. Tsugi. Ở đây chúng ta có Kagishitsu wa ikai desu ka? Hai ikai desu. Kagishitsu wa ikai desu ka? Hai ikai desu. Phòng họp thì ở lầu 1 hả? Vâng, ở lầu 1. Còn ví dụ này thì sao các bạn? Có vẻ như ông là để quên chìa khóa ở đâu và không nhớ nữa rồi. Vậy tiếp sau đây chúng ta sẽ được học về nghi vấn từ ở đâu trong tiếng Nhật. Sẽ là Kagi wa doko desu ka? Ashoko desu. Kagi wa doko desu ka? Ashoko desu. Chìa khóa thì ở đâu? Ở chỗ kia. Và ở đây thì thầy giáo bước vào lớp và không nhìn thấy bạn Ito ở đâu nên thầy đã hỏi cả lớp là Ito-san wa doko desu ka? Toire desu. Ito-san wa doko desu ka? Toire desu. Bạn Ito đâu rồi? Bạn Ito ở trong nhà vệ sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn xem đến đây thì đã có thể đặt được câu hỏi đầu bài rồi đúng không nào? Các bạn hãy thử comment ở phần bình luận nha. Hai minasan, sayonara, mata kondo yoroshiku negashimasu.